Mã số là 613. 613 là một cây cẩm thị nha. Là một phôi cẩm thị. Sống khỏe. Phôi này cũng khá ok nha. Phôi này mình đo được cái hoành gốc ở đây nè. Hoành gốc ở đây đo được nha là 45. Hoành gốc đo được là 45. Cây cao đến đầu thân chính là 50. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 30. Cây này nhà vườn cũng xin giao lưu là 600k bao ship luôn. Tài cây gì vậy em? Dạ cây cẩm thị nha cả nhà. Thử lại nữa nè anh này. Hả? Sự cố thử lại. Là tên mấy nào? Ở dưới. Ở dưới à? Anh Phạm Tân, Sam Ngọc có dễ ra trái không sót? Dạ sam ngọc rất là dễ ra trái nha. Sam ngọc là nó ra ho đầu trái thôi. Nhưng mà trái nó ăn được hay không thì mình không biết, nhưng mà cũng chưa có trường hợp nào anh em báo lại là bị ngộ độc nha. Rồi mã số 613 là một phôi cẩm thị sống khỏe. Phôi này nhà vườn xin giao lưu là 600k bao ship luôn nha. Anh Văn nghĩ ho nó chốt cây kéo cắt tí. Hai năm rồi mới gặp lại anh Văn nghỉ thôi. À, bữa mình mới lên lại là anh đó lên rồi mà. Bữa mình có Lên like chưa, bữa lên chưa? like bữa đầu á. À. Có. Vậy là mình mới gặp nhau. Ừ. Rồi mã số 613 nha, 600k bao ship luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Nếu mình xem offline lại còn ủng hộ nhà vườn em luôn.